Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Crystal Class thú vật đại chiến nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, click vào quảng cáo để cho mình. Và nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất nhé. Thì hôm nay mình sẽ test cho anh em con hà mã. Rất nhiều anh em ở thích xem hà mã của mình như thế nào. Đây là con hà mã và độ hiếm của nó là sẽ là SR. Thì nó sẽ gây ra 4 lần đam lên cái nhánh cây khi ở trạng thái lặn là sao ta? Sợ mình không hiểu cái con này nó sẽ chơi như thế nào cả. Con này thì sẽ chơi thế nào đây? Mình sẽ chơi thế nào đây? Mình chưa hiểu được, mình sẽ thay cho nó khỉ đột nhá. Chứ hiện tại đội hình mình cũng đang rất là ngon rồi. Mình thay con này vào thì mình chưa biết sẽ đánh như nào. Con này thì chắc là sẽ tập trung vào những cái miếng gỗ ấy. Anh em thấy có những cái miếng gỗ không? Mình sẽ tập trung vào những cái đấy xem sao. Xem là liệu rằng nó có ổn hay không. Hy vọng là nó cũng sẽ gọi là ok một chút xíu gì đấy. Không thì rất là tệ đấy. Rồi vào trận nào? Vào trận nào anh em ơi? Đang tìm trận. Hơi lâu ta. Hiện tại mình đang đứng thứ 8 trong cái phần Rainbow này. Ở trên này toàn là cao thủ này, toàn là lực chiến tầm khoảng 3k3 với 4k. Nó rất là trâu. Italy à? Mệt phết nhỉ. Đòn luôn. Ok. Thế này dễ hơn rồi anh em. Thế này dễ hơn cho chúng ta rất là nhiều rồi. Mình sẽ cứa thẳng vào phía trên như thế này. Cho voi. Đấy, lượng đam nó gọi là quá khủng khiếp. Nó cho mình ngủ à? Ồ, nó cho nhủ ngủ. À, có ngủ cái này luôn này. Thế thì nhầm rồi, nhầm hàng rồi đấy. Nhầm hàng rồi đấy. Ui, không rơi chết nhỉ? Vấn đề là không rơi chết nhỉ? Khá là hài. Mình đã định dùng cái con kia nhưng mà nó không cho dùng thì làm sao đây? Ui dồi. Ngủ lắm thế. Ngủ lắm nhưng mà ăn thua gì đâu. Nó không cho ngủ con voi thì đúng là bó tay rồi. Lần này mình sẽ cho một vài con nó chết. Rồi double. Ui dồi. Còn một con nữa. Còn đúng một bé thôi. Lần này cho con hà mã đánh thôi. Hà mã chết rồi anh em ạ. Hà mã chết rồi. Bây giờ làm gì? Bây giờ mày làm gì? Chết đi thôi, để nhẹ nhàng. Quá nhẹ nhàng luôn. Đánh thế nào được đúng không? Chúng ta đang cố gắng lên cái rank champion. Chúng ta sắp được cái hòm rồi. Mình vẫn chưa test thử được con hà mã. Một lần nó cho ngủ này, xong rồi thu nhỏ này, xong rồi nó giết luôn này. Hà mã đứng ở đầu thì để tăng cơ một xíu xíu thôi. 2233. Khá là gớm ta. Đánh kiểu gì đây? Cái dây này thì rất là khó chơi. Ui. Nó cắn dây à? Hay là cái gì đấy? Ok, hà mã thì chắc là chưa đánh được đâu. Nên mình sẽ nhằm thẳng bọn này để giết đã. Đó, hợp lý. Giết cái con gấu đi này. Cái con gấu trước này. Nó chơi cái gì đây? Nó chơi cái gì đây? Úi dồi. Mất 1% đam ạ. Gớm thật sự. Làm gì? Mình cứng lắm. Cái chỗ đấy mình cứng kinh khủng luôn ấy. Nào. Ô, không qua gấu à? Chết rồi. Nhầm ạ. Nhầm lẫn rồi. Nhầm nhọt rồi. Ok. Rất là cứng luôn. Phải giết con đằng sau. Đó. Hợp lý không? Bây giờ thì nó đánh kiểu gì nữa? Nó sẽ chơi vào cái dây thôi. Chắc là chơi thẳng vào cái dây thừng ở trên cao thôi. Úi trời ơi, cũng mất một cái lượng đam khá là lớn đấy chứ đúng không? Ghê phết. Mình thử đánh con mèo phát xem nào. Chim lửa. Ôi, nó cắt vào cái xương này khủng khiếp phết nhờ. Gớm nhờ. Phóng chim lửa. Lần đầu tiên mình thấy một cái kiểu đánh rất là hay ho. Mèo level bao nhiêu đây? Nhìn có vẻ khá là nguy hiểm. Ồ, ghê. Thôi bây giờ dùng cái trò đấy thôi. Dùng cái này thôi. Đáng lẽ nên dùng cái boomerang thì nó sẽ tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. À, thì ra là phóng chim lửa anh em ạ. Khỏe ghê nhỉ. Thấy đánh rất là ổn đấy chứ. Ổn áp phết chứ.
Mình đang lên thứ 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 mấy nhỉ? Thứ 7 à? Top 7 anh em. Top 1 thì sẽ được cái hòm xịn nhưng mà không đánh đâu. Thằng The Boss này nó khỏe lắm. Mình đánh thử rồi. Nó 4000 được chiến cơ. Nó cái sự khác biệt nó gọi là hoàn toàn so với chúng ta luôn ấy. Không hề giống một tẹo thẹo 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 nào luôn. Mà nó quá là khỏe. Chứ nó phải nói một từ là quá là khỏe. Cho đánh nó thì xác định là ăn đòn, ăn hành. Ngập mồm luôn. Ok, chúng ta đang vào trận tiếp theo đây. Xem thế nào đây. Đâu rồi, tìm được trận chưa? Đây rồi. Đức à? Và sẽ có vài ý tưởng không? Cái xương của mình có khả năng là xuyên phá rất là tốt. Đánh vào phía dưới nhá. Mình nhập thẳng vào dây thôi anh em. Chết khá nhiều. Ô, chết mất con đấy rồi đúng không? Chết mất con. Hình như chết mất cái con méo gì rồi. Chết mất con gì rồi ta? Chết mất con gì nhỉ? Con mèo. Phi với ba bẩn chết. Hai ba bé. Ồ, mới có hai bé chết ạ. Nó bắt buộc phải thế rồi. Không đánh mình với ba bẩn để chết ngược ở đây. Nhìn rồi đốt qua này. Đốt qua tất cả hai cái này này. Chim lửa. Úi xồi ôi. Nó gọi là xịn nhờ. Mà chim lửa chỉ đốt cây thôi. Chắc nó nhằm vào chim lửa rồi. Ây da, nhằm vào chim lửa. Có chim lửa. Ôi giời, chết rồi. Mình chẳng biết nó ở đâu luôn. Ôi, quá nhỏ luôn. Chim lửa. Sorry anh em, cho mình đang bị viêm họng. Hò quá. Hà mã. Chim lửa. Nó thành ra là nó sợ con đấy anh em. Nó đóng băng luôn. Mà chắc con đấy nó phải đam chính mình đâu. Con đấy chỉ có nhằm vào gỗ thôi. Nó chỉ là đốt. Không phải nó khả năng xuyên phá. Giống như kiểu là mấy con cáo thôi. Nhưng mà như nó sẽ gấp 4 lần đam khi nó lặn hay như nào chẳng biết được. Nhưng mà thấy đam vào cũng bình thường, không quá khỏe. Không biết là anh em có biết chơi đấy không thì có thể là chỉ mình nhé. Thật ra mình không biết chơi đấy luôn. Chịu còn đấy chịu rồi. Khó chơi, cảm giác rất là khó chơi con đấy luôn. Không biết không hiểu chơi kiểu gì. Ok, 2233. Vẫn là oh my god, tí là nó quay vào mặt lại chết bây giờ. Lần này hơi khó hơn so với, nhưng mà vẫn đập được. Cái này nó yếu này. Cái này là cực yếu luôn. Nhanh đấy, đoán biết được tình hình đấy để có thể là đưa ra một cái phương án kế hoạch. Ok phết chứ nhỉ. Mày phải chết thôi. Vớ vẩn. Ai cho mày sống? Không thể sống được. Voi là chủ lực của mình rồi. Có thể thì sẽ voi sẽ tăng đam thì sẽ cho vào cho con mèo. Có thể voi tăng đam thì nên cho vào chỗ con mèo thì nó sẽ bá đạo hơn. Nó còn voi đúng không? Đáng lẽ nên giết voi trước thì hợp lý không? Thu nhỏ. Còn lợn rồi đó. Thu nhỏ ạ. Chơi đấy. Thu nhỏ thì thu nhỏ. Ôi giời, yếu thế nhỉ. Mình bị thu nhỏ rồi. Kinh phết nhỉ. Gớm phết à. Ôi, không chết được kìa. Thôi xong rồi. Nát rồi. Thế ra nó khá là buồn cười ra. Kiểu gì vậy? Thôi rồi. Chim lửa đốt được không ra? Rồi. May quá chim lửa vẫn là đóng vai cứu rỗi. Trận này mình đánh tệ thế nhở. Để nó đánh, nó đấm cho. Hay, thằng này đánh hay. Cái đánh cũng gọi là có tí gọi là chiến thuật. Nó thu nhỏ hết mình lại, lượng đam mình sẽ bị giảm đi một nửa thì phải. Nhưng mà mình may quá vẫn có chim lửa.
Vỗ tay anh em phải cổ vũ. Cho một tràng pháo tay cho chim lửa huyền thoại. Con này gọi kết hợp giữa hai con đấy, một là hà mã này, hai là chim lửa này, thú huyền thoại, sức mạnh ngang với rồng thần gì đấy. Xịn thật sự luôn. Ok. Rồi chúng ta đang đang vào để xem như thế nào. Hai. Vãi cả lều. Ok, tiếp tục setting camera gì đó đây. 2280. Có vẻ như là sẽ khó chơi hơn. Làm gì đây? Đấy, như thế này thôi, mình sẽ giết hết bọn dưới đã. Nó đóng băng mình không ta? Có thể là không. Chưa biết được. Ồ, khá gớm rồi. Rồi mình biết cách đánh rồi, hiện tại mình biết cách đánh rồi. Lướt qua chân con này một tí là xong rồi. Một bé. Không phản đòn nhỉ. Rồi bây giờ sẽ là giật điện hoặc là đóng băng gì đấy. Nó bắt buộc phải đóng băng thôi. Chắc chắn bắt buộc phải đóng băng, không có cái nào khác cả. Đóng băng thì nó không có nỗi là quá khỏe. Theo mình thấy như vậy. Bye bye. Hết đóng băng nha. Bây giờ con này nó khá là vô dụng. Nếu mà đánh đam thì cả ngày luôn. Lâu lắm. Thật sự rất lâu luôn. Nhưng mà làm sao đây? Chim lửa. Có được không ta? May quá, cái đây hay, có chim lửa quay ngược lại nhưng mà nó không rơi vào bất kỳ cái gì nào khác cả. Hay. Lượng đam nó khá tốt nhưng mà yếu, con này yếu, con này đánh nhau thì yếu lắm, không ăn thua. Tỉnh dậy chưa? Rồi cho nó lên đường hoặc là cho nó đóng băng luôn là hợp lý nhất. Ối xồi ôi, đẹp, quả đẹp thế. Quả ném rất chuẩn luôn. Có anh nào muốn thử phát không? Chim lửa không? Chim lửa thì sao ta? Chim lửa có vẻ yếu lắm, không ăn thua. Làm bé này phát. Đẹp rồi đấy. Ơi bị vướng ạ. Con này không xuyên được. Đúng rồi, mình quên mất là không xuyên được. Thôi thắng thôi. Để lâu đêm dài lắm mộng quá. Khả năng giật điện của nó là tốt đây này. Chết. Hay. Đốt cháy luôn. Và chúng ta sắp lên được cái champion rồi. Wow. Open chest. SR14 mảnh. Toàn là sói thôi. Ok, thì chim lửa mình thấy nó cũng rất là tốt. Nhưng mà thôi, có lẽ là chúng ta sẽ để lại. Muốn tăng cơ khỏe thì chỉ có con này thôi. Con này tăng cơ thì nó khỏe lắm, trâu lắm. Ngày mai ta sẽ test thử một vài con khác cho anh em xem nha. Rồi mình tắt bớt cái web này đi ạ. Mình hôm nay là mình sẽ cố lên cái... Không biết có lên được cái champion hay không nữa. Champion còn khá là dài. Chắc tầm khoảng 2 đến 3 trận nữa thì chúng ta sẽ lên được cái rank champion. Dài lắm. Cố hết sức thôi. Biết sao bây giờ. Rồi. 2200 thì mình cũng không quá là đáng sợ lắm, mà mình hoàn toàn có thể căn được, giết được. Có độc. Để lắm, độc thế. Chuyện mợ luôn. Quá nhọ cho được bắn lọ luôn. Ồ nhầm. Quá nhọ cho được bắn lọ. Con game bị dính độc cay nhỉ. Làm gì? Nó muốn nhầm con gì đây? Không biết được nữa. Tàng hình ạ. Tàng hình thì mình vẫn giết được mà. Cái dây của nó yếu vãi lều luôn. Dây này yếu cực kỳ khủng luôn. Nhằm vào cái dây hoặc nhằm vào cái gì cũng được. Nó tiếp tục tàng hình chăng? Hai tơn tàng hình à? Con đấy nó trâu lắm. Các bạn nhầm hàng rồi. Có khi chết được. Ui chết luôn rồi nhỉ mà. Tàng hình với tôi à? Ui champion rồi anh em ơi. Chúng ta đang lên mức gọi là champion rồi. Ui. Chúng ta có một cái khung mới. Ui Baby Dragon giá 30.000 năm mảnh. Con Baby Dragon nó không có cái gì gọi là xịn sò hơn ta. Chúng ta lên champion rồi.
và Avatar. Khung mình là có khung xịn nữa đúng không? Đâu nhỉ? Đây, khung Champion nhé. Avatar mình thay đổi đi. Mình chẳng có gì vậy, toàn mấy con gì này, không có rồng nữa gì cả. Rồi, ok. Được chưa? Khung Champion này. New buy Strength 18 chuỗi trận thắng là nhiều nhất. Win 209, Rank Master là 287, thua khá nhiều. Ok, thì chúng ta sẽ kiếm tầm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Thay đổi tên, ID.